được từ quả Trung Quốc là báo hộ cho cô gái con gái này. Đây cô chờ cho cô nhờ gái đây báo hộ cho cô ít quả Trung Quốc này. Cô đứng đây. Đây, chú làm không biết là cô làm cục cho con luôn. Đây. Đây đây con bóc con bỏ luôn đây con bóc bỏ đây cô gái. Ai cũng đói giờ này cả đúng không? Đấy, đi hạt ra đi em ơi. Đúng không? Đi em vào thôi. Con ghế em ơi em ơi. Ngồi đây là phải thế. Đại hết ghế. Đợt dịch này cho dùng quá cả. Đúng quá. Cô gọi Trung Quốc bộ đâu rồi chạy ở đâu chả? Xuống nhà không nhỉ? Ở bàn bên kia bên kia một bàn cho xong đi là kia bàn kia vừa lại vừa nói rồi cả vừa gọi. Cô nào đây? Cô bàn cuối cùng cái rồi cho xong đi kìa mà thanh toán luôn là. Rồi sau đây vào của con không thấy là cô làm hết cái cua này cái cô làm lộn cho con cái con bị luôn. Chờ chủ ô bản bà đó bao nhiêu đâu. Để nước bên kia cho em à? Một nước nha. Rồi. Tôi không biết đâu nha, làm luôn đi nha, tôi không biết đâu. À, ở bên kia một cốc kìa. Ừ, có một cốc cũng phải xin luôn đi, không có chị không nhớ được đâu. Mà rồi lại các cháu nó lại vào đây nó thanh toán nữa nè. Có ba trong đây này. Có ạ. Được, tôi làm cút được nhanh thôi. Cút phải nhá. Cút này, đây, ok đây. Được rồi, ok luôn. Con đi đây nhỉ? Con hai bánh. Cái này nữa. Đừng thách thức để mọi người cũng thông cảm thôi. Cầm ngô này. Cầm ngô sao này? Cầm ngô, cầm bánh khăn luôn này. Cầm ngô thôi.
lên thì làm sao nổi. Trộn vẩy cuộn rồi vẩy nướng. Em ơi em coi chỗ nào. Đấy đây đây cho cô dọn. Phải là chỉ có việc ở đến cái là múc rồi đưa luôn cho đâu. Lắm công thức lắm chứ, ăn là thiếu bí quyết cái rồi bắt đầu lại chê. Khổ lắm. Phải đợi cô đấy nhá. Cô lại rổi, đợi hơi lâu cái rồi lại rổi cái là rồi bây giờ cô làm hết cái cuộn này cái cô đưa cho.